Làng ơi, sao rồi con? Có manh mối gì không con? Cha, có phải trước khi anh Tâm xảy ra chuyện, cha đã nói gì đó với anh Tâm đúng không? Hôm trước con hỏi thì cha chối. Thì có phải cha đã thách cưới với anh Tâm đúng không? Thì tao có thách cái gì đâu. Tao chỉ nói là nếu hai đứa mà yêu thương nhau thì cứ nói với mẹ nó qua đây hỏi. Tao chỉ nói vậy thôi chứ tao có thách cưới gì đâu. Mày không tin á, mày hỏi anh em mày thằng làng coi. Đúng rồi đó con, cha con nói là gì có người đó gì nghe mà. Con không tin á, con hỏi thằng làng coi. Đúng không làng? Đúng không làng? Đúng đó. Thấy không? Cha nói với anh Tâm y vậy á. Đó, thấy chưa? Thằng làng nó cũng nghe rõ ràng vậy mà. Nhưng sau đó cha còn nói con gái chỉ có một lần đám cưới nên cũng phải có lễ vật để nở mày nở mặt với chồng sớm. Sau đó dì nói bên nhà bác hộ hứa cho hai con bò, hai mâm chầu cao, vòng vàng, hoa hộp để làm xứng lễ. Mà anh Tâm phải có ý như vậy mới được cưới chị. Ê, tao nói hồi nào mày? Mày nói thêm hả mày? Có mà, dì nói vậy mà. Sau đó dì với cha còn nháy mắt cười khì khì nữa. Tao đánh mày chết bây giờ. Chị hai, chị hai. Chuyện bên nhà bá hộ có phải do gì và bà mai mối không? Làm gì có, tại bà tự qua đây đó. Hôm bữa đó con có gặp bà ta và biết chủ ý là do gì, dì còn chối nữa sao? Thì dì nghe nói ở phía nhà bà bá hộ muốn cưới vợ cho con trai nên dì mới nhờ giả người ta. Nhưng mà dì làm vậy dì cũng muốn tốt cho con mà. Dì muốn giàu sang lắm sao dì? Lẹ, dì con chỉ muốn sau này con được sung sướng tấm thân, chứ lấy thằng Tâm có cái gì hay ho đâu con. Cái thân nó phải chạy cơm từng bữa, vậy còn chưa sống, rồi mang thêm một bà mẹ bệnh tật nữa. Con về nhà đó làm dâu thì chỉ có heo hon thôi chứ không có sướng ích gì đâu. Cha cũng đồng tình với dì và muốn gả con cho nhà giàu sang chứ gì. Cha muốn con phải mang tiếng là đứa con gái ham giàu phụ khó, chỉ chạy theo vinh hoa mà phụ rẫy anh Tâm hay sao? Làm người sao lại đoản hậu như vậy được chứ. Nè, con mà về làm dâu nhà bá hộ, con đâu phải buôn bán cực khổ, còn sướng cái tâm thần mà cha với em trai con cũng được hưởng lấy. Đúng rồi. Ai nói cái gì thì mặc ai. Người ta nói chẳng qua người ta ghen tị với con thôi. Nhưng con không thể nào sống bạc tình bạc nghĩa như vậy được. Cha cũng biết con với anh Tâm sẽ nên vợ chồng mà. Cha còn muốn gả con cho nhà bá hộ là sao hả cha? Nè, bây giờ thằng Tâm nó trở thành người tàn phế rồi. Nè, con còn muốn cái gì nữa? Con con suy nghĩ cho kỹ đi. Bình sinh nó còn lo cái bản thân nó chưa xong nữa, bây giờ nó mù lo rồi, loạn trí nữa. Con nghe cha tỉnh táo lại đi, lấy con bà bá hộ là sướng nhất rồi còn gì. Thôi, thầy kệ nó luôn đi. Mình lo cho nó mà nó còn quay qua nó chửi mình nữa kìa. Thiệt là làm ơn mất quán mà. Chị hai, cha và dì thương chị lắm. Hai, mày lại muốn nói cái gì nữa này mày? Hôm trước em nghe hai người nói chuyện là thương chị hai. Thằng lành nó đó đúng đó con. Không muốn chị hai lấy anh Tâm khổ suốt đời nên mới muốn bọn kia giả bộ đòi nợ để ép buộc chị hai lấy con ông bá hộ chịu nợ. Mày có chuyện nói thật sao? Thật, 20 ném bạc
anh ta đưa cho bọn họ, và họ đưa cho cha 10 nén rồi chôn dưới gốc cây sau vườn. Cha, cha thật sự làm vậy sao cha? Con không còn lời nào nói với cha nữa rồi. Ê, con định đi đâu vậy? Đây cũng không phải là nhà của con nữa rồi. Con sẽ qua nhà anh Tâm để lo cho ảnh. Trời ơi, chưa cưới mà con bây giờ con về đó, không sợ người ta cười thúi đầu hay sao? Con không quan tâm đến thị phi, con chỉ muốn túc trực lo lắng cho anh Tâm, theo đúng đạo lý làm người, chứ không cạn tình cạn nghĩa giống như cha. Lan, em đi theo chị. Chị hai, em theo chị rồi bỏ cha hả? Vậy thì bây giờ em chọn đi, giữa cha, dì với chị, em muốn sống với ai? Con trai, giỏi. Vậy chị, em sống với chị hai chứ ai? Vậy thì theo chị qua nhà anh ta mở đi. Lẹ, bình tĩnh con, nghe cha giải thích đã.